Chiều ngày 12 tháng 11, ông Nguyễn Kiên Quyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trong ngày, nhiều bà con ngư dân trên địa bàn đi tàu ra khơi cách bờ khoảng hơn 1 hải lý, đã đánh bắt trúng số lượng lớn cá phướng, địa phương còn gọi là cá hố nhỏ và cá đù biển. Giá bán cá phướng ngay tại bờ biển xã Kỳ Phú dao động khoảng từ 7.000 đồng đến 10.000 đồng một ký và cá đù khoảng trên dưới 15.000 đồng một ký. Từ đầu năm 2023 đến nay, đây là lần bà con ngư dân ở xã Kỳ Phú đánh bắt trúng cá hố và cá đù biển với số lượng nhiều nhất. Ngoài ra, trong dịp này, bà con ngư dân ở xã Kỳ Phú cũng đánh bắt được thêm nhiều loại cá nục, cá bạc má, cá cơm. Qua đó, giúp ngư dân có nguồn thu nhập đáng kể, phấn khởi, yên tâm vươn khơi bám biển, bám ngư trường. Hiện nay, trên địa bàn toàn xã Kỳ Phú có tổng cộng khoảng 200 tàu cá, công suất từ 16 mã lực trở lên, trong đó có hơn 100 lượt tàu đánh bắt trúng cá hố và cá đù biển, với sản lượng ước tính bình quân khoảng từ 1,5 tạ đến 3 tạ một tàu.